Kinh Đại Phương Đẳng, Đại Tập, Quyển 3, Phẩm 2, Bồ Tát Đà La Ni Tự Tại Vương, Phần 3. Thiện nam, Như Lai lại có 32 hạnh. 32 hạnh đó là gì? Thiện nam, Như Lai biết rõ thị xứ phi xứ, nghĩa ấy ra sao? Thiện nam, không bao giờ có việc chúng sinh tạo ba nghiệp ác mà lại hưởng an lạc, đó là phi xứ. Chúng sinh tạo ba nghiệp lành được hưởng quả vui, đó là thị xứ. Không thể có việc tham lam kêu kiệt được giàu có, chúng sinh hành bố thí mới được giàu có. Không có việc kẻ hủy phá giới cấm lại được thân trời, chúng sinh hộ trì tịnh giới được thọ thân trời. Không có việc kẻ sân hận được thân đoan nghiêm, người tu hành nhẫn mới đạt thân tướng đẹp đẽ đoan chánh. Kẻ lười biếng không bao giờ được thần thông lớn, người siêng năng tu tập mới đạt đại thần thông. Không có việc kẻ buông lung tán loạn lại đạt định, người chuyên tâm không loạn mới đạt chánh định. Kẻ ngu si không thể đoạn trừ tập khí phiền não, người tu trí mới đoạn được tập khí phiền não. Không có việc tạo năm tuần nghịch lại đạt vô lậu, người không tạo năm tuần nghịch mới thành tựu vô lậu. Người nữ không thể làm vua chuyển luân, người nam mới có thể làm vua chuyển luân. Đức Thích Phạm Vương Phật cũng vậy, không có việc chuyển luân vương cai trị đất nước bằng pháp tà vậy. Chuyển luân thánh vương cai trị đất nước bằng pháp, bằng chánh pháp. Không có việc người cõi uất đơn việt đọa vào ba đường ác, người cõi uất đơn việt mạng chung sẽ lên các cõi trời. Kẻ sát sinh không thể sống lâu, kẻ sát sinh mạng sống ngắn ngủi. Không có việc kẻ tà kiến đạt thánh đạo, người chánh kiến mới đạt thánh đạo. Tu đà hoàng không thể đạt hữu thứ tám. Tu đà hoàng không thể đạt niết bàn. Không có việc hạng a na hàm thọ thân cõi dục, không có việc a la hán thọ thân hậu hữu. Hiền thánh không học pháp ngoại đạo, người đạt bất thoái không thể thoái tâm bồ đề. Không có việc bồ tát an tọa nơi cõi bồ đề, chưa thành đạo đã rời tòa. Như Lai không thể có tập khí phiền não, trí của chư Phật không bị chướng ngại. Không có việc chúng sinh thấy được tướng kim đỉnh của Phật, chúng sinh không thể biết cảnh giới Như Lai. Không có việc tâm Như Lai không nhượng, không thường định. Không có việc chư Phật Thế Tôn có hai lời, không có việc chư Phật có lỗi lầm. Thiện nam, đó là hạnh thứ nhất của Phật. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ: đại địa có thể có tướng động, gió lớn có lúc có tướng dừng, hư không có thể có sắc tướng, Phật không nói xứ là phi xứ. Hư không có thể có cảnh tượng, Phật không nói xứ là phi xứ. Như Lai thuyết giảng xứ phi xứ, thường trung hạ phần đều chân thật. Không nói phi xứ, không nói thị xứ phi xứ một. Hai xứ như vậy đều không hai. Như Lai tuy nói thường trung hạ, nhưng chẳng bao giờ có ba tướng. Đức Phật đã biết xứ phi xứ, nên Phật thuyết giảng pháp vô thượng. Tôi tôn hiểu rõ tâm chúng sinh, khéo léo phân biệt tướng vi tế. Sa môn phạm chí đều không rõ, đâu là nhân duyên xứ phi xứ. Chúng sinh không tỏ xứ phi xứ, nên không chứng đạt pháp giải thoát. Như Lai thông đạt xứ phi xứ, nên được gọi là bậc vô thượng. Nó thấy chúng sinh không pháp khí, Như Lai thu tập tâm xả bỏ, tìm mọi phương tiện, đợi thời cơ, chỉ dạy chúng sinh đạt giải thoát. Như Lai Thế Tôn trí vô thượng, nên được gọi là pháp bậc nhất. Đó là hạnh nghiệp tịnh thứ nhất, để giúp chúng sinh điều phục mình. Như Lai thuyết giảng lực thứ nhất sâu xa vi diệu khó lường biết, pháp màu như thế không thể giảng, vì trừ tà kiến Phật thương giảng. Thiện nam, Như Lai biết rõ các nghiệp báo ân xứ của chúng sinh trong ba đời. Nếu quá khứ chúng tạo nghiệp nhân ác, Như Lai biết chúng biết vị lai chúng sẽ chịu quả chẳng lành. Nếu vị lai có nghiệp nhân thoái chuyển, Như Lai biết rõ là nhân thoái chuyển. Nếu vị lai có nhân tăng trưởng pháp, Như Lai hiểu nhân đó sẽ tăng trưởng pháp. Nếu hiện tại có nhân tiến thoái, Thế Tôn biết rõ vì nhân đó mà có tiến thoái. Nếu chúng sinh tạo nhân thanh văn chuyên giác bồ tát, Phật Như Lai để biết rõ. Đó là hạnh nghiệp thứ hai của Như Lai. Lúc ấy Đức Thế Tôn nói kệ: Như Lai chứng đạt trí vô thượng, vì thế biết được nhân quả nghiệp, hiểu rõ ba đời không phải ba, biết nghiệp ba đời của chúng sinh, thông đạt nhân duyên của an lạc, biết được nhân duyên tạo khổ đau, Như Lai diệt chấp không nhân quả, vì thế tu tập nghiệp thứ hai, biết nhân hai pháp tiến và thoái, nghiệp quả thiện ác cũng tỏ thông, trí tuệ Như Lai không chướng ngại. Nhìn rõ mọi vật trái trong tay,
biết tướng chân thật thượng trung hạ, nhân pháp ba thừa rõ tất cả, Như Lai biết mọi nghiệp chúng sinh, hiểu hết quả báo, nghiệp thiện ác, nghiệp quả chúng sinh thuộc ba đời, tông đạt chân thật là chánh giác. Lại nữa thiện nam, Như Lai Thế Tôn biết mọi dục, giải của chúng sinh tham dục sân hận u si, tham của đời hiện tại dẫn sinh tham sân si đời vị lai. Như Lai biết rõ, hiện tại có dục lành, vị lai lại có dục ác, hiện tại thích làm ác, đời sau lại thích làm lành. Như Lai biết rõ hiện tại thích dục bậc hạ, vị lai lại có dục bậc hạ, trung thượng. Hiện tại hưởng dục bậc trung, vị lai lại đủ ba dục thượng trung hạ. Hiện tại thọ thượng dục, vị lai có đủ ba dục thượng trung hạ. Như Lai hiểu chúng sinh từ tại tụ có thể trở thành chúng sinh chánh tụ, chúng sinh tán loạn an tọa trong chánh định. Phải biết dục của chúng sinh cõi dục, sắc vô sắc, biết thanh vân có tâm và sự hiểu biết của chuyên giác của Phật. Như Lai thông đạt tất cả, nên thuyết pháp tùy căn cơ, đó là hạnh nghiệp của thứ ba của Phật. Đức Thế Tôn nói kệ, dục dạy chúng sinh nhiều vô kể, ý muốn của chúng không phải một. Như Lai thật biết tất cả dục, tùy thuận căn cơ, giảng chánh pháp. Nào là tham dục, nào sân si, tùy tướng biết rõ không điên đảo. Hạng thượng trung hạ cũng như vậy, nhân quả thiện ác đều thật biết. Biết rõ ba tụ không tánh định, hết thảy ba thừa cũng như thế. Hiểu thông ba đời không thuộc ba, thuyết giảng ba luật cho chúng sinh. Lại nữa này thiện nam, Như Lai biết rõ vô lượng cõi nước, pháp lành, pháp ác, công pháp không ngại. Thế nào là biết? Trong không, ngoài không, trong ngoài không. Như Lai biết mắt, sắc, nhãn thức như hư không. Ba cõi dục sắc, vô sắc như giác quán, hành như tánh hành, phiền não và tánh của khách trần, không ô nhiễm vì tánh của các pháp vốn tịnh, sinh tử do duyên vô, sinh vô minh, biết niết bàn và tư duy chân thật, biết trụ ái sân si tịnh tịnh tâm giới của thế gian, vì biết rõ nó có thể tùy căn cơ thuyết giảng pháp, đó là hạnh nghiệp thứ tư của Như Lai. Khi ấy Đức Phật nói kệ, Như Lai sư tự chúa cõi người, tự biết tất cả cõi chúng sinh, trí tuệ Thế Tôn không giới hạn, rõ biết vô số giới biên cõi, biết nghiệp thiện ác hành giải thoát, thông hiểu mắt sắc và nhãn thức, tỏ thông vô lượng vô số pháp, tánh pháp xưa nay vốn không tịnh, vốn thanh tịnh, bên trong bên ngoài không sở hữu, năm ấm sáu nhập 18 giới, nghiệp thân khẩu ý và bốn đại, tất cả các pháp đều không thật, thông tỏ tất cả cõi chúng sinh, hết thảy đều như cảnh hư không, tánh tướng ba cõi không chân thật, các cõi phiền não cũng như thế, tánh tướng phiền não không bền chắc, giải thoát vô lậu nào khác gì, Như Lai tùy biết cõi chân thật, nhưng không nói ra không kiêu mạn, hư không rộng lớn không biên giới, cõi nước chúng sinh cũng như vậy, trí tuệ Như Lai vượt giới hạn. Đoạn trừ ba chấp tướng hữu vi, vô lượng sâu xa ấy trí Phật, hết thảy chúng sinh không biết được, Đức Phật thương xót mọi quần mê, thuyết giảng hạnh nguyện thứ tư này. Lại nữa thiện nam, Như Lai biết rõ căn tánh ngu trí của chúng sinh, biết thuộc bậc thượng trung hạ, biết tăng giả, biết tham sân si, đều có ngàn ức loại, biết tham sân si nhiều hay ít, biết một loại căn làm tăng sinh tử, một loại căn làm giảm sinh tử, biết căn lành, căn không lành, không phải căn lành, không phải căn không lành, căn giải thoát, căn xấu tình, căn nam, căn nữ, mệnh căn, căn khổ, căn vui, căn lo, căn mừng, xả căn, tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, căn chưa muốn, chưa biết muốn biết, căn đã biết, biết nhân của nhãn căn, cho đến nhãn của ý căn, căn, nhân nhị căn làm chuyên nhãn căn, nhân tỷ căn làm chuyên thiệt căn, nhân thiệt căn làm chuyên thân căn, biết nhờ giới tu thí, nhờ thí tu giới, Như Lai biết dạy pháp bố thí cho ai, ai giữ giới được trí tuệ cũng thế. Phật hiểu cần dạy pháp bốn niệm xứ cho ai, ai tu được tám thánh đạo, chúng sinh nào học pháp thanh văn, biết chư Phật hoặc Phật thừa vô thượng, biết căn duyên giác học pháp thanh văn, chánh giác học pháp thanh văn, biết chư Phật, biết người căn thấp có thể tu pháp cao, biết người căn cao lại biết lại thích pháp thấp, biết chúng sinh nào chưa thể điều phục thì đợi cơ duyên, chúng sinh nào điều phục được thì giảng chánh pháp. Như Lai biết rõ tướng thuần tục, không thuần tục, tướng không thuần tục, thuần tục, tướng không thuần tục, không thuần tục, tướng thuần tục, thuần tục,
biết căn sinh tử giải thoát trang nghiêm trọn vẹn, tất cả căn tánh nhân duyên quả báo Như Lai đều biết rõ. Đó là hạnh nghiệp thứ năm của Như Lai. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ: Như Lai biết căn đạt giải thoát nên biết mọi giải của chúng sinh, do đó căn tánh thượng trung hạ tất cả các nghiệp cũng như thế. Biết tướng nhẹ nặng của phiền não là hiểu căn tánh khó điều phục, căn thích sư sinh tử căn giải thoát, nhãn căn nhị căn và ý căn hiểu rõ hành xứ diệt xứ căn, căn tánh tất cả hàng tam thường, những ai chuyển được không chuyển được, biết căn thuần thục không thuần thục, tùy thuận sở thích giảng pháp màu, kẻ cần la mắng cần xóa dịu, kẻ nào chưa thể điều phục được, Như Lai đợi lúc hợp cơ duyên, Thế Tôn có đủ phương tiện kéo diệt trừ phiền não trang nghiêm trí, để trừ phiền não nơi chúng sinh, Như Lai thuyết giảng hạnh thứ năm. Lại nữa thiện nam, Như Lai thật biết đạo xứ đâu là chánh định, tà định, bất định, hiểu sức của nhân, sức của quả báo, biết nhân duyên phước đức thời quá khứ, nhân duyên hiện tại có điều phục hay dễ điều phục, nói ít hiểu nhiều, nói nhiều hiểu ít, biết chúng sinh này đạt hay không đạt giải thoát, biết người tu bất định, tu gặp thiện trí thức sẽ tu chánh định, không gặp bạn lành sẽ không giải thoát. Vì biết rõ nên Phật tùy sở thích của chúng sinh thuyết giảng chánh pháp, nghe được chúng sinh niệm suy xét đạt quả lành. Như Lai ra đời là vì chúng sinh bất định, không thuyết pháp cho chúng tà định. Vì sao? Vì chúng không phải là pháp khí, không thể đạt giải thoát chân thật. Đó là tâm xả của Phật đối với chúng sinh. Đại Bồ Tát thật biết tự tu trang nghiêm để diệt trừ chúng sinh tà định nên phát tâm Bồ Đề vô thượng. Như Lai biết tham có ba: nhân thấy tịnh, nhân duyên thọ nhận, nhân duyên vốn có. Sân có ba: nhân duyên sân, nhân duyên thọ nhận, nhân duyên vốn có. Si cũng có ba: nhân duyên vô minh, nhân duyên chấp ngã, nhân duyên nghi. Như Lai lại biết chúng sinh có khổ đến chậm, khổ đến nhanh, khổ đến chậm niềm vui sớm đến, niềm vui đến nhanh thì khổ đến chậm, niềm vui đến chậm thì có thể sẽ đến nhanh. Biết có sức tu, có trí lực. Có người đủ sức tu không đủ trí lực, có trí lực không nhưng không đủ sức tu. Người đủ trí lực và sức tu, không đủ sức tu, không có trí lực. Người có thể thanh tịnh tâm nhưng không thể trang nghiêm được nhưng không thể tịnh tâm. Người vừa thanh tịnh tâm vừa trang nghiêm, người không tịnh tâm cũng chẳng trang nghiêm. Người thanh tịnh thân nhưng không tịnh khẩu ý, tịnh khẩu ý nhưng không tịnh thân. Người thanh tịnh thân khẩu ý, kẻ không thanh tịnh cả ba, đó là hạnh nghiệp thứ sáu của Như Lai. Đức Thế Tôn lại nói kệ: Như Lai biết rõ nơi chúng đến, cũng hiểu nhân duyên của mọi loài, thông hiểu chúng sinh định bất định, kẻ điều phục được không điều phục, không giảng chánh pháp kẻ tà định cũng chẳng điều phục căn thấp kém. Biết tham sân si đều có ba, biết tướng nặng nhẹ của các sở, hiểu rõ không chuyển chuyển bốn đạo, thế nên Thế Tôn hiểu hết đạo, sức tu trí lực đều thật biết, lực thượng trung hạ cũng như thế. Biết thân khẩu ý tịnh không tịnh, tâm và trang nghiêm đều rõ cả, căn căn chúng sinh thuộc phiền não, biết thế Như Lai diệt trừ sạch chúng sinh mê muội không tỏ biết. Như Lai nói hạnh thứ sáu này. Lại nữa thiện nam, Như Lai biết thiền giải thoát tam muội, biết phiền não giải thoát, nghĩa là biết chúng sinh vì nhân duyên ham thích sinh tử, vì nhân duyên ưa thích niết bàn. Thế nào là nhân duyên? Chúng sinh suy nghĩ chẳng lành là nhân duyên sinh tử. Vì suy nghĩ chẳng lành nên nuôi lớn vô minh, vô minh là nhân, các hành là duyên. Từ thức có danh sắc nên thức là nhân, danh sắc là duyên. Từ danh sắc có lục nhập nên danh sắc là nhân, lục nhập là duyên. Từ lục nhập có xúc nên lục nhập là nhân, xúc là duyên. Từ xúc có thọ nên xúc là nhân, thọ là duyên. Từ thọ có ái nên thọ là nhân, ái là duyên. Từ ái có thủ nên ái là nhân, thủ là duyên. Từ thủ có hữu nên thủ là nhân, hữu là duyên. Từ hữu có sinh nên hữu là nhân, sinh là duyên. Từ sinh có khổ già chết nên sinh là nhân, già chết là duyên. Phiền não là nhân, nghiệp là duyên. Kiến chấp là nhân, ái là duyên. Phiền não là nhân, đắm cái là duyên. Đó là nhân, duyên. Vì những duyên đó chúng sinh ham thích sinh tử. Vì nhân duyên gì chúng sinh ưa thích niết bàn? Có hai nhân duyên, có hai nhân, hai duyên để chúng sinh ưa thích niết bàn.
vui thích nghe pháp, thích suy nghĩ đúng. Lại có hai samatha tị bà sana, lại có hai trí không đi, trí không đến. Lại có hai quán sinh tử, quán niết bàn. Lại có hai thọ trì đúng pháp, chứng đạt. Lại có hai tu pháp giải thoát, đạt quả giải thoát. Lại có hai toàn trí, vô sinh trí. Lại có hai đến đế trí, quán 12 nhân duyên. Đó là nhân duyên để chúng sinh ưa thích niết bàn. Như Lai biết rõ thiền tam muội giải thoát nên đoạn dục ác và pháp không lành, có giác có quán, ly sinh hỷ lạc nhập thiền thứ nhất, nhập sơ thiền, xuất diệt định, nhập diệt định xuất sơ thiền, nhập giải thoát cũng thế. Hết thảy chúng sinh không thể biết nơi xuất nhập của Như Lai, Phật biết trụ nơi định bình đẳng. Chúng sinh cho Phật nhập một tam muội, kỳ thật Phật nhập tất cả tam muội. Chúng sinh thấy Phật xuất từ tất cả định, kỳ thật Phật chỉ nhập một định. Tam muội của Như Lai không có thứ tự, nhưng không phải là bất định. Tất cả hàng thanh văn duyên giác Bồ Tát đều không thể biết. Như Lai biết giảng pháp đạt định thanh văn duyên giác Bồ Tát, vì thế nên Phật tùy thuận thuyết pháp. Đó là hạnh nghiệp thứ bảy của Phật. Bây giờ Thế Tôn nói kệ, Như Lai biết rõ nhân sinh tử, cũng lại thông đạt nhân giải thoát, nhờ biết nên tùy thuận giảng pháp. Diệt hết sinh tử, chân nhân chẳng lành, suy nghĩ chẳng lành nhân vô minh. Vô minh làm nhân tạo sinh tử, nhân duyên phiền não, chịu nghiệp quả, kiến chấp làm nhân tăng ái kết. Chúng sinh gần gũi thiện tri thức, chuyên tâm nghe nhận pháp vô thượng, tam muội quán sát trong ngoài không, là tự vượt qua biển sinh tử, tu tập trí tuệ định vô thượng, quán pháp bình đẳng không đến đi, những ái quán thấy không sinh diệt, đạt mắt tịnh tỉnh thấy tất cả, tu ba giải thoát pháp vô thượng, đầy đủ tận trí vô sinh trí, đã tự đạt được trí vô ngại, vì mọi chúng sinh thuyết chánh pháp. Nhập thiền thứ nhất xuất diệt định, nhập định diệt tận tùy ý xuất, tam muội Như Lai không thứ lớp, vì thế gọi là ở trong định. Tất cả các định Như Lai nhập đều như pháp giới không sai khác. Nhị thừa không biết trụ xứ Phật, Bồ Tát nào hay định thâm diệu, chúng sinh luôn bị vô minh ám, không biết nơi nào Phật nhập xuất. Thế Tôn vô thượng thương chúng sinh, thuyết giảng hành nghiệp thứ bảy này. Lại nữa thì Nam, cho nên biết rõ nghiệp quá khứ của mình, từ một đời, hai đời, vô số đời, một tai nạn, hai tai nạn, vô lượng tai nạn, một kiếp, hai kiếp, vô lượng kiếp. Nhớ rõ tên, họ, đời sống, hình tướng, bản chất, niềm vui, nỗi buồn, tuổi thọ. Như Lai biết chúng sinh tạo nghiệp nhân gì, thọ thân như thế nào, biết chúng sinh cũng như mình, có sinh, có diệt, biết nghiệp nhân của chúng sinh tạo nhân sẽ thọ thân như nghiệp, biết tâm và nhân duyên của tâm. Tâm này diệt, tâm khác sinh, cái việc đó hằng hà xa chúng sinh, không tự biết. Với túc mạng, trí Như Lai biết ba đời không đầu cuối, trí tuệ Phật không thể suy lường được. Chúng sinh các ngươi nên suy xét, nhờ lực Phật chúng sinh nhớ rõ nghiệp thiện ác trong quá khứ, biết mình đã từng trong căn lành với Phật, thanh văn chuyển giác với chúng sinh nhớ rõ, Phật tùy thuận thuyết pháp để chúng sinh không thoái chuyển. Đó là hạnh nghiệp thứ 8 của Phật. Bây giờ Thế Tôn nói kệ, Như Lai nhớ rõ vô số kiếp, các nghiệp thiện ác mình chúng sinh, thấy biết mọi việc vô lượng kiếp, rõ như nhìn ngắm quả trong tay, hiểu thông tên tuổi cùng dòng họ, hình sắc tánh chất cũng như vậy, thọ mẹ nơi sinh để biết rõ, nghiệp nhân thiện ác không sai sót. Vô số tâm tánh của chúng sinh, nhân duyên của tâm nơi sinh diệt, biết rõ sinh tử, vô lượng kiếp, vẫn không tổn giảm trí vô ngại. Trí Phật khôn lường vượt ngôn ngữ, nhị thừa không biết cảnh giới trí, để giúp chúng sinh nhớ quá khứ, Phật tùy thuận giảng hành thứ 8. Lại nữa thì Nam, thiên nhãn của Như Lai thanh tịnh vi diệu, thấy sự sinh diệt đọa lạc của chúng sinh, hoặc thọ thân đẹp, hoặc thọ thân xấu, sinh ở cõi lành, sinh ở cõi ác, biết rõ nghiệp nhân, thân, khẩu ý của chúng sinh tạo tác, hội bán thánh nhân, thêm nhiều tà kiến, vì nghiệp ác sau khi chết bị đọa vào địa ngục. Biết chúng sinh ba nghiệp đều lành, không bị bán thánh nhân, nuôi lớn chánh kiến, vì thế sau khi bỏ thân này sinh trong cõi lành. Với thiên nhãn, Như Lai thấy hết cõi nước của chư Phật nơi mười phương, không giới hạn như hư không, không hạn lượng như pháp giới.
biết lúc sinh lúc diệt của chúng sinh, thời gian thành hoại của thế giới, biết thời gian sinh diệt của chúng sinh, phát tâm bồ đề thời gian chư Phật thành chánh giác, thuyết pháp nhập niết bàn, biết thanh văn được giải thoát chấp trong niết bàn, duyên giác dùng sức thần thông đều ân tính đền ân tính thế. Mọi việc đó thanh văn duyên giác Bồ Tát năm thông không biết được. Thiên nhãn của Như Lai thành tựu cho lượng công đức như thế. Giới thiên nhãn Như Lai quán biết chúng sinh nào được Phật hóa độ, Phật liền hiện thân. Chúng sinh khác không thấy được, đó là hạnh nghiệp tới chính của Phật. Lúc ấy Đức Thế Tôn nói kệ: Trại vô lượng kiếp tu nghiệp lành, cho đạt thiên nhãn thật thanh tịnh, thấy rõ chúng sinh ở mười phương, toàn đủ hình tướng nghiệp thiện ác. Chúng sinh thuộc hạng thượng trung hạ, sinh vào cõi lành đọa cõi ác, với thân khẩu ý tạo nghiệp lành, sẽ đạt quả báo tương xứng nhân. Như Lai biết rõ cảnh giới lành. Thanh văn duyên giác và Bồ Tát, chư Phật mười phương diệt quân ma, thuyết giảng chánh pháp nhập niết bàn. Thấy biết thanh văn chứng giải thoát, vì chấp nê niết bàn chẳng độ sinh, hàng bích chi Phật dùng thần thông đáp đền ân đức của Thế Chủ. Như Lai thuyết giảng pháp chân thật, ai nghe sẽ vượt biển sanh tử. Thanh văn duyên giác và Bồ Tát, không ai hiểu được cảnh giới Phật. Như Lai thấy rõ từng hạt bụi vô lượng giữa biên các cõi nước, vì độ chúng sinh đủ căn lành, Đức Phật thuyết giảng hạnh thứ chín. Lại nữa tiền nam, Như Lai tự biết lậu hoặc đã hết, viên mãn giải thoát, không còn tội sinh, thành tựu phạm hạnh, mọi việc đã làm không còn sinh tử. Trí lậu tận của Phật thanh tịnh vi diệu, thanh tịnh là vì không còn tập khí. Trí thanh văn còn hạn hẹp, vì sao chỉ còn tập khí? Trí duyên giác cũng vậy, vì sao vì không có đại bi? Trí lậu tận của Phật vô lượng vô biên, vì sao vì tất vì biết tất cả hành, thành tựu trọn vẹn nhất thiết trí, vĩnh viễn đoạn trừ tập khí, thâu nhận bằng tâm đại từ bi, trang nghiêm bằng bốn vô sở ý, không chấp giữ pháp thế gian, không ai hơn, đi đứng nằm ngồi không lỗi lầm, như hư không trong sạch sáng rõ, không mây mờ, trí lậu tận của Phật cũng thế, không xen lẫn tạp khí phiền não. Như Lai thành tựu trọn vẹn trí vô lậu này, thuyết pháp độ sinh để chúng đoạn trừ phiền não. Bồ Tát nghe pháp phát tâm trang nghiêm đoạn phiền não, đó là hạnh nghiệp thứ 10 của Phật. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ: Đức Phật thành tựu trí lậu tận, thanh tịnh không xen tạp phiền não, thanh văn duyên giác còn tập khí, nên trí lậu tận chưa thanh tịnh. Như Lai đầy đủ đại từ bi, vì thế trí Phật không giới hạn, thành tựu trọn vẹn tất cả hạnh, biết rõ chúng sinh còn lậu hoặc, diện thiết vô thường, không ngã sở, để chúng biết không không niềm vui, khéo léo suy xét đại, đạt mắt tịnh, biết không chúng sinh, không sĩ phô, đại bi thương xót mọi quần mê. Đầy đủ mười lực bốn vô ý, đoạn trừ phiền não, trí không ngại, Như Lai thuyết giảng hạnh thứ 10. Lại nữa thì nam, Như Lai đầy đủ bốn vô ý, thành tựu hạnh Phật. Hạnh Phật là biết rõ tất cả pháp, trời, người, ma, phạm, sa môn, bà la môn. Không thể nói là Như Lai không hay biết các pháp. Vì sao? Vì Như Lai được tôn là bậc chánh giác, biết pháp bình đẳng. Nào là pháp phàm phu, nào là pháp thánh nhân, pháp thanh văn, chuyên giác, Bồ Tát, Phật, hữu học vô học thế gian, xuất thế gian, pháp lành, pháp chẳng lành, hữu lậu, vô lậu, hữu di, vô di. Bình đẳng biết tất cả pháp ấy được gọi là chánh giác. Bình đẳng tức không vì pháp chân thật, không vì không tướng vì trừ tất cả tướng, không nguyện vì không chấp ba cõi, không sinh vì tánh không sinh, không hành vì tánh không hành, không xuất vì tánh không xuất, không đến vì tánh không có nơi đến, chân thật vì tánh không có ba đời, trí giải thoát vì tánh không vô minh, niết bàn vì tánh không sinh tử, biết tất cả pháp đều bình đẳng, nên Như Lai được gọi là bậc chánh giác. Quán sát xong, với tâm đại từ bi, Như Lai thuyết giảng chánh pháp. Nếu không là Thế Tôn mà nghĩ là Thế Tôn, không là chánh giác là nghĩ là chánh giác, chưa đạt lậu tận là nghĩ là đã đạt, thì với bốn vô ý Như Lai diệt trừ các ý nghĩ xấu ác ấy, đó là hạnh nghiệp 11 của Như Lai. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ: Phải biết tất cả pháp bình đẳng, nên được tôn là nhất thiết trí. Phàm thánh Bồ Tát và hạnh Phật
thế gian xuất thế nghiệp lành dữ, không vô tướng nguyện, không sinh diệt. Tất cả Như Lai đều thấy biết, vì thấy hết thảy đều bình đẳng. Diễn nói pháp hạnh thứ 11. Lại nữa thì Nam, Như Lai chân thật đoạn trừ hẳn các lậu hoặc, nên nói ta đoạn trừ hết lậu hoặc, ta đều không thấy trời người ma phạm sa môn bà la môn chân thật, mà nói Phật chưa đoạn hết lậu hoặc. Thế nào là Như Lai đoạn hết lậu hoặc? Giới dục lậu Như Lai đạt tâm giải thoát, giới hữu lậu, vô minh lậu, tất cả tập khí, hết thảy lậu hoặc, tâm Phật đạt giải thoát, nên Như Lai được gọi là lậu tận. Trong đệ nhất nghĩa, chân trí của Phật không giác, không đoạn, không chứng, không tu. Vì thuyết giảng nên nói là lậu tận. Vì sao? Tận là không sinh, không diệt. Vô tận là không thể nói. Không thể nói là vô di là không xuất, diệt, trụ. Phật xuất thế nhưng không xuất thế, vì tánh của Pháp là thường trụ. Như Lai không thấy ngã và đoạn ngã. Như Lai ăn trụ trong đại từ bi, vì chúng sinh Phật nêu đoạn ngã. Đó là hạnh nghiệp thứ 12 của Phật. Khi ấy, Đức Thế Tôn nói kệ, Như Lai vĩnh viễn đoạn lậu hoặc, vô số tập khí cũng đã trừ, các pháp thế gian không thể nhiễm, hoa sen trong bùn không dây bùn. Phật sư tự chúa trong cõi người, vì độ chúng sinh Phật thuyết giảng, kỳ thật chư Phật không xuất diệt, không hề chấp ngã, sở hữu ngã, tất cả các pháp không tăng giảm, tùy thuận tánh tướng Phật thuyết giảng, Như Lai trọn vẹn sức tự tại, giảng hạnh 12 cho chúng sinh. Lại nữa thì Nam, Như Lai nói pháp ngăn đạo, ta không thấy trời người ma phạm sa môn bà la môn. Nói pháp ấy không thể ngăn đạo. Thế nào là ngăn, không ngăn? Có một pháp có thể ngăn đạo, đó là buông lung. Là có hai, không hổ, không thẹn. Là có ba, pháp thân khẩu ý, ý ác. Là có bốn, dục sân sợ si. Lại có năm, sát sinh trộm cướp dâm dục phần người uống rượu. Lại có sáu, không kính Phật pháp tăng giới, ta muội không buông lung. Lại có bảy, mạng đại mạng, mạng mạng tài mạng, lời sai, nghề xấu ác, nghĩ sai. Lại có tám, tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà nghiệp, tà phương tiện, tà niệm, tà định. Lại có chín, sắp làm ác, hiện làm ác, đã làm ác, dùng thiện báo oán, dùng ác giữ thân. Lại có mười, sát sinh, trộm cướp, dâm dật, vọng ngữ, lời hai lưỡi, lời ác, lời không nghĩa, tham ghét, sân hại, tà kiến. Tỳ kheo, vì suy nghĩ ác nên không biết pháp hữu vi, nhiều lỗi lầm, tâm điên đảo. Vì điên đảo nên tăng thêm năm cái. Vì năm cái tăng nên để phiền não làm chướng ngại pháp lành, phiền não làm nhân duyên, thân khẩu ý tạo nghiệp ác. Như Lai thật biết các pháp ngăn đạo, nên giảng thuyết chánh pháp để trừ các pháp ấy. Đó là hạnh nghiệp 13 của Phật. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ, những ai luôn sống trong buông lung, hoàn toàn không thể đạt giải thoát, thân khẩu ý nghiệp thường làm ác, không hộ không thẹn luôn phiền não, tạo nhiệm nghiệp ác ngăn trở đạo, biết pháp đối trị không đối trị, để diệt phiền não Phật thuyết giảng. Hành thứ 13 đại từ bi. Lại nữa thì Nam, Như Lai thuyết giảng chánh pháp rốt ráo, chúng sinh nào suy tùy xét thực hành sẽ đạt giải thoát. Ta không thấy trời người ma phạm sa môn bà la môn, chân thật lại nói người tu đạo không đạt giải thoát viên mãn vô thượng. Thế nào là chánh pháp? Có một thừa. Là có hai, samatha thì bác xá đa. Là có ba, không, vô tướng vô nguyện. Lại có bốn niệm xứ. Lại có năm căn. Lại có sáu niệm xứ. Lại có bảy giác phần. Lại có tám thánh đạo. Lại có chín, từ sơ thiền đến định diệt tận. Lại có mười pháp lành. Đó là chánh pháp viên mãn chân thật. Chánh pháp ấy không thể thêm bớt, lấy bỏ, chấp, thả, không phải chánh tà, không phải một hai. Vì thương xót chúng sinh nên Phật thuyết giảng chánh pháp ấy. Đó là hạnh nghiệp thứ 14 của Phật. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ, Như Lai thật biết pháp tịch tỉnh, những ai tu học đạt giải thoát, Thế Tôn không thầy, không người dạy, tự tại trọn vẹn vị cam lộ, người tu ba bảy phẩm trò đạo,
diệt trừ phiền não được giải thoát. Suy xét biết rõ pháp chân thật, không chấp tánh pháp thật giải thoát. Như Lai thấy pháp tựa hư không, như huyện như hóa là sóng nắng, đầy đủ 10 lực thân rộng lớn, thiết hạnh 14 cho chúng sinh. Lại nữa thì nam, thân nghiệp của Như Lai không lỗi lầm. Kẻ ngu người trí đều không thể thấy lỗi của Phật. Vì sao mà dù là đi, ngồi, dừng, đắp y, mang bát, nhận vật cúng, thấy nghe, thuyết giảng, ra vào sống làng thành ấp. Chân Phật không đạp đất, luôn có hoa sen ngàn cánh nâng chân Phật. Nếu chúng sinh thấy bóng Phật sẽ được an vui trong 7 ngày, không cần ăn uống, sau khi chết sinh vào cõi lần. Y phục của Như Lai cách thân 4 tấc, gió mạnh không thể lay động bóng Phật. Tuy đạt các pháp ấy, nội tâm Phật luôn an định. Vì thế thân nghiệp của Phật không lỗi lầm. Thì nam, khẩu nghiệp của Phật không lỗi lầm. Vì sao? Vì Như Lai nói, lời đúng lúc, lời chân thật, lời đúng, lời hợp thời, lời có ý nghĩa, không nhiều lời. Nói làm hợp nhau, lời thanh tịnh, lời biết tất cả, lời vi diệu, lời không khác, một âm thanh. Ý nghiệp của Như Lai không lỗi lầm. Vì sao? Vì tuy là làm tất cả việc Phật, nhưng nội tâm của Như Lai không kiêu mạn. Trí biết tất cả pháp nhưng không cần suy nghĩ vận trí. Đó là trí không ngại của Như Lai. Vì trừ diệt lỗi lầm của chúng sinh nên Phật giảng chánh pháp. Đó là hạnh nghiệp 15 của Phật. Khi ấy Thế Tôn nói kệ, thân khẩu ý Như Lai tịch tỉnh. Vì thế không ai thấy lỗi lầm, không gì để nói nhưng lại nói, là nghiệp không nghiệp để lưu truyền. Lại nữa thì nam, Như Lai không tranh cãi với trời người Ma Phạm Sa Môn Bà La Môn. Vì sao? Vì không tham ái. Tất cả thế gian tôn kính cúng dường, Phật không kiêu mạn, không thích thú. Chúng sinh hủy bán, khinh thường, Phật không buồn khổ, thành tựu mọi việc lành, không làm ác. Như Lai không tranh cãi, luôn tu định, không tranh chấp, không chấp ngã và sở hữu của ngã. Để dẹp trừ sự tranh chấp của chúng sinh, Phật nêu giảng các nghiệp, đó là hạnh nghiệp 16 của Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ, Như Lai tu tập định không tranh, vì thế tâm Phật không giận vui, đoạn trừ phiền não của chúng sinh, Như Lai thuyết giảng hạnh 16. Lại nữa thì nam, Như Lai nhớ rõ tất cả, tâm luôn an trụ trong 8 giải thoát. Tương quan ý hành của chúng sinh đã tùy thuận thuyết giảng, nhớ rõ 4 vô ngại, việc trong 3 đời, vì chúng sinh giảng pháp chánh niệm, đó là hạnh nghiệp 17 của Phật. Lúc ấy Đức Thế Tôn nói kệ, Như Lai tu tập 8 giải thoát. Vì thế nhớ kỹ tất cả pháp, biết tâm chúng sinh tùy thuận dạy, giảng thức hạnh này cho chúng sinh. Lại nữa thì nam, Như Lai luôn sống trong định, dù là đi đứng nằm ngồi, biết nghĩa vi diệu sâu xa của các pháp. Chúng sinh dù nhập định, không nhập định đều không thể biết tâm của Như Lai. Điên Phật với sức định, làm cho tất cả chúng sinh luôn sống trong định, nên thuyết chánh pháp, đó là hạnh nghiệp 18 của Phật. Lúc ấy Đức Thế Tôn nói kệ, Như Lai chánh giác sống trong định. Làm mọi việc Phật không tán loạn, chúng sinh nhập định không thể biết, vì thế Như Lai thuyết hạnh này. Lại nữa thì nam, Như Lai không vọng tưởng, không phân biệt ruộng phước, không phải ruộng phước chúng sinh pháp chánh giác, pháp giới, dữ giới, vị giới, kẻ oán người thân, thọ, không thọ, chánh kiến, tà kiến, để trừ các vọng tưởng của chúng sinh Như Lai nêu giảng hạnh này, đó là hạnh nghiệp 19 của Phật. Lúc ấy Đức Thế Tôn nói kệ, Như Lai đoạn trừ tất cả tưởng, vì thế biết rõ các pháp giới, để giúp chúng sinh trừ vọng tưởng, thuyết hạnh 19 của Phật Đà. Lại nữa thì nam, với trí tuệ Phật biết mọi pháp xả bỏ. Vì sao? Vì tu giới, thân, tâm, tuệ, đoạn si, tâm xả của Như Lai vượt trên thế gian, là tâm xả của thánh nhân, rốt ráo chuyển pháp luân, đại bi, tạo lợi ích cho chúng sinh, biết đối trị, tâm xả đó không thêm bớt cao thấp, không xen phiền não, không một không hai, vượt thời gian, không gian, không thể đối chiếu, không trụ, không động, không ẩn, không hiển, chân thật, không hư chối. Như Lai thành tựu đại xả, thuyết giảng chánh pháp cho chúng sinh. Đó là hạnh nghiệp 20 của Phật. Lúc ấy Đức Thế Tôn nói kệ, Như Lai tu thân giới tâm tuệ, tu tâm xả bỏ bằng trí tuệ,
không tâm tham ái mọi chúng sinh, không động không trụ sẽ chân thật. Đại từ đại bi bậc vô thượng, đầy đủ hạnh đại sẽ như vậy, trí tuệ không ngại độ quần mê, giải thiết hạnh này hạnh thanh tịnh. Lại nữa thiện nam, lòng mong mỏi của Như Lai không thêm không bớt, đó là gì? Lòng mong mỏi pháp lành, nghĩa là đại từ, đại bi, thuyết pháp độ sinh, an trụ nơi tịch tỉnh, khuyên Bồ Tát học đạo Bồ Đề để hạt giống ba thừa không diệt. Lòng mong mỏi ấy không xuất phát từ dục vọng mà là từ trí tuệ, vì muốn tất cả chúng sinh thành tựu Bồ Đề vô thượng, Phật giảng nói chánh pháp, đó là hạnh nghiệp 21 của Phật. Lúc ấy Đức Thế Tôn nói kệ, ý muốn Như Lai không thêm bớt, đại từ đại bi giảng chánh pháp, hạt giống ba thừa luôn phát triển, Như Lai giảng hạnh 21. Lại nữa thiện nam, Như Lai luôn siêng năng, không ngừng nghỉ, nghĩa là luôn thuyết pháp hóa độ chúng sinh. Nếu chúng sinh nào có thể nghe pháp trong vô số kiếp, Như Lai sẽ thuyết giảng. Không nghĩ đến Đức Phật nào thuyết giảng chánh pháp suốt vô lượng kiếp, Như Lai sẽ chuyên tâm nghe nhận, không biến nhát. Cách vô lượng hằng hà xa cõi nước, có chúng sinh đáng được độ, Như Lai sẽ tùy thuận đến đó. Như Lai không bỏ chúng sinh, không ngừng nghỉ, không mệt mỏi, không hối hận, khuyên dạy chúng sinh để chúng siêng tu. Đó là hạnh nghiệp 22 của Phật. Lúc ấy Đức Thế Tôn nói kệ, đủ đức siêng năng như sư tự chúa, ở trong đại chúng khen tinh tấn, siêng năng thuyết giảng không ngừng nghỉ, đó là hạnh nghiệp 22. Lại nữa thì nam, tâm niệm của Như Lai không thêm bớt. Vì sao vậy? Lúc thành đạo Bồ Đề vô thượng, Như Lai quan sát tâm của chúng sinh suốt ba đời quá khứ hiện tại vị lai, về sau lúc thuyết pháp Phật vẫn nhớ rõ, hết ba tụ ba căn thuyết pháp trong chánh niệm, đó là hạnh nghiệp 23 của Như Lai. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ, khi Đức Như Lai đạt Bồ Đề, quán sát tất cả tâm chúng sinh, thuyết giảng giáo pháp trong chánh niệm, đó là hạnh nghiệp 23. Lại nữa thì nam, chánh định của Như Lai bình đẳng trước tất cả, đối với một ức tham sân si và một ức không tham sân si, tâm Như Lai bình đẳng không sai khác, giới hữu di vô di, sinh tử niết bàn đều thế, tâm muội bình đẳng trọn vẹn như vậy, không phải mắt tai mũi lưỡi thân ý, bốn đại ba cõi, không phải đây kia, một tất cả thêm bớt là chúng sinh đạt tam muội đó. Như Lai thuyết giảng chánh pháp, đó là hạnh nghiệp 24 của Phật. Khi đó Đức Thế Tôn nói kệ, Như Lai quán sát tất cả pháp, tâm thường tập định không tán loạn, không bị cuốn trôi trong ba cõi, các căn bốn đại cũng như thế, hết thảy các pháp không sai khác, bình đẳng quán sát thiện không thiện. Như Lai thuyết giảng hạnh nguyện này, hạnh nghiệp này, để các chúng sinh đạt chánh định. Lại nữa thì nam, trí tuệ của Như Lai không tổn giảm. Với trí lực ấy, Như Lai biết tất cả pháp, tùy thuận sở thích của chúng sinh, thuyết giảng chánh pháp, để khiến họ đạt trí vô ngại, biết nghĩa lý, danh tự, câu cú, trải qua vô số kiếp thuyết giảng một câu, giới vô số nghĩa. Giải trừ mọi nghi ngờ, Như Lai thuyết giảng pháp ba thừa và 84.000 pháp môn, 84.000 pháp tu, đó là trí tuệ vô lượng vô biên, để chúng sinh đạt trí này. Như Lai thuyết giảng chánh pháp, đó là hạnh nghiệp 25 của Phật. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ, trí Phật vô ngại không giới hạn, thuyết giảng vô số pháp vi diệu, một chữ trở thành vô số câu, một câu hàm chứa vô số nghĩa, thuyết giảng 84.000 pháp, và cũng gần ấy các pháp tụ, để chúng thành tựu trí vô ngại. Như Lai thuyết hạnh 25. Lại nữa thì nam, sự giải thoát của Như Lai không giảm. Hàng thanh văn nghe pháp đạt giải thoát, duyên giác quán nhân duyên đạt giải thoát. Như Lai không có thầy, tự mình giác ngộ, đoạn trừ hẳn phiền não và tập khí, không đoạn quá khứ, không chấp vị lai, không trụ hiện tại, không tham chấp hai pháp mắt, sắc ý, pháp cũng thế, biết tánh tâm thanh tịnh. Vì thế Như Lai một niệm thành tựu Bồ Đề vô thượng, để chúng sinh thành tựu pháp ấy, nên Phật thuyết giảng pháp, đó là hạnh nghiệp thứ 26 của Phật. Lúc ấy Đức Thế Tôn nói kệ, thanh văn nghe pháp đạt giải thoát, duyên giác quán, duyên tự giác ngộ,
Như Lai giải thoát không chấp có, không tham ba đời, tánh tâm tịnh, thuyết giảng chánh pháp vì giải thoát, để chúng thành tựu đạo vô thượng, hành 26 không phải nghiệp, đại từ đại bi giảng cho chúng. Lại nữa thì Nam, thân nghiệp của Như Lai hành theo trí tuệ, mọi việc làm đều bằng trí, chúng sinh nghe hoặc thấy Phật thuyết giảng, im lặng đi đứng nằm ngồi ăn uống ra vào sấm làng, thành ấp 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp để được độ thoát. Đó là hành nghiệp thứ 27 của Phật. Lúc ấy Đức Thế Tôn nói kệ, thân nghiệp Như Lai vì chúng sinh, thể hiện vô số tướng đại nhân, mọi nghiệp của Phật đều độ sinh. Đại bi thuyết giảng hạnh nghiệp này. Lại nữa thì Nam, khẩu nghiệp của Như Lai cũng bằng trí tuệ. Vì sao? Vì thuyết pháp thanh tịnh, không lỗi lầm, nói lời chân chánh, lời dễ hiểu, lời dễ biết, lời không cao, không thấp, lời không quanh co, lời không thô, lời lành, lời rõ ràng, lời nhẹ nhàng, lời không khinh thường, lời không ganh ghét, lời không lo sợ, lời rõ nghĩa, lời dễ nghe, lời thông thả, lời hay, lời thích nghe, lời có mạch lạc, lời trang nghiêm, lời cung kính, lời yêu thương, lời không tham, không cấu nhiễm, thanh tịnh, rốt ráo, không hư dối, không si, không ngăn ngại, rộng lớn, chân thật, không tạo tác, không cùng tận, an lạc, tâm thanh tịnh, tâm tịch tỉnh, diệt tham, trừ sân, đoạn nghi, trừ ma, phá luận tà. Tiếng Phật là tiếng Phạm Thiên, Ca Lăng Tần Già, Đức Thích, Hải Triều, Câu Lôn Xà, Thu Nguyệt, Khổng Tước, Câu Chỉ La, Mạn Mạn, Thiên Nga, Hưu Chứa, tiếng đàn, tiếng trống, trọn vẹn tiếng nhạc, thích nghe, vui tai. Tăng pháp lành, cố nghĩa không cùng tận, hợp tự cố nghĩa, đúng thời, tóm lược, biết đủ, địa phục các căn, thí trang nghiêm, thanh tịnh giới, cùng hạnh nhẫn, thần thông tinh tấn, xa lìa cõi dục, đầy đủ trí tuệ, từ bi hỷ xả, ba thừa không đoạn tam bảo, hiểu ba trí, rõ ba thời, hiểu ba giải thoát, phân biệt bốn đế, tu tập tán tháng, lời Phật, lời tánh, lời rộng lớn, lời không hành. Thì Nam, Như Lai thành tựu những lời như thế nên khẩu nghiệp luôn tùy trí tuệ, đó là hạnh nghiệp 28 của Phật. Lúc ấy Đức Thế Tôn nói kệ, lời nói của Phật như ngọc sáng, thành tựu vô lượng vô biên đức, tiếng phát vang khắp cõi mười phương, cùng một âm thanh chúng đều hiểu. Như Lai thuyết giảng không phân biệt, cũng không quán sát cảnh giới tâm, tiếng nói của Phật tựu tiếng vang, không nói không nghe cũng như thế. Đại từ, đại bi, lợi thanh tịnh, vì chúng sinh trả vô số pháp, do đó nếu hành nghiệp Như Lai, hành nghiệp 28 như Phật trước. Lại nữa thì Nam, ý nghiệp của Như Lai sống trong trí tuệ. Vì sao? Vì Như Lai biết rõ tâm, ý, thức của tất cả chúng sinh, không tùy thuận ý, duyên, tham, sân, si, đoàn trừ hoặc chướng dối trá, ngã, sở hữu ngã, vô minh tâm tối. Ý nghiệp của Phật thanh tịnh, bình đẳng, rộng lớn như hư không. Vì thế ý nghiệp Phật luôn sống trong trí tuệ. Đó là hạnh nghiệp thứ 29 của Phật. Lúc ấy Đức Thế Tôn nói kệ, tâm của Như Lai không thể lường, như dùng xà lông nâng tu di, thường quán cảnh duyên tâm chúng sinh, diệt trừ các ma cõi phiền não, voi chúa trong đời giảng nghiệp lành, đoàn dứt nghiệp ác cho mọi loài, tịnh thân khẩu ý của chúng sinh, Như Lai thuyết giảng hạnh 29. Lại nữa thì Nam, trí tuệ của Như Lai thông tỏ quá khứ, không chướng ngại, trí đó ra sao, trí biết vô lượng, vô số Phật quá khứ, cái cỏ chúng sinh trong cõi Phật, đối tượng chuyên âm thanh, ngôn ngữ biết pháp Phật giảng, số chúng sinh đạt thanh văn biết chi Phật Bồ Tát, biết cõi nước tuổi thọ, số lượng chúng sinh, tên họ, không khí, thức ăn uống, căn ý, pháp, tâm, hành, sự sinh diệt, hiện mất của tâm, sự hiểu biết đó vượt ngoài trí hiểu biết thông thường. Đó là hạnh nghiệp thứ 30 của Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ, trí Phật không ngại, không hoặc chướng, vì thế biết rõ vô số cõi, thông hiểu mọi việc của chư Phật, căn tánh pháp giới của chúng sinh, biết rõ quá khứ sư tự Chúa, tựa như nhìn ngắm trái trong tay, Thế Tôn thuyết giảng hạnh 30, để chúng sinh biết đời quá khứ. Lại nữa thì Nam, trí tuệ của Như Lai biết đời vị lai,
trí đó không chướng ngại. Vì sao? Vì biết sự thành hoại của vị lai, biết kiếp số bị ba tai, nước lửa gió, số lần nơi sự thành hoại của cõi nước, biết số lượng cõi Phật, số Phật ra đời, số bụi trong cõi nước, số thanh văn duyên giác Bồ Tát, thời gian an nghỉ của Phật, việc đi đứng nằm ngồi của Phật, số người đạt sự giải thoát của thanh văn Bích Chi Bồ Tát, số người tu tập từ bi hỷ xả, sự sinh diệt của tâm chúng sinh, sự hiểu biết đó không gì sánh được. Đó là hạnh nghiệp thứ 31 của Phật. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ: Như Lai biết rõ đời vị lai, việc thành việc hoại của các pháp, biết số cõi nước, số Thế Tôn, số lần sinh diệt tâm chúng sinh, thì biết tất cả không kiêu mạn, là hạnh 31 của Như Lai. Lại nữa thì Nam, trí tuệ của Như Lai biết đời hiện tại, trí đó không chướng ngại. Vì sao? Như Lai biết rõ cõi nước hiện tại trong mười phương, số Phật thanh văn duyên giác Bồ Tát, biết rõ mặt trăng mặt trời, sao cỏ cây bụi đất, nước lửa gió, nước biển, lông tóc hình tướng, sự sinh diệt của tâm chúng sinh, biết nghiệp báo hiện tại của địa ngục ngạ quỷ súc sinh, thời gian ở đời, thời gian giải thoát, biết phiền não căng tán ý pháp giới, thì biết rõ nhân Phật không kiến mạng, không nói hai lời. Đó là hạnh nghiệp thứ 32 của Phật. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ: Như Lai vô thường chẳng nghĩ bàn, không ai biết được cảnh giới Phật. Trí tuệ Như Lai tựa hư không, rộng lớn vô biên khó lường tính. Đức Phật thuyết giải nghĩa đệ nhất là để chúng sinh đạt nghiệp này, tổng trì tự tại thưa hỏi Phật vô lượng. Vô thượng Thế Tôn tùy ý đáp. Lần nữa thì Nam, Như Lai thành tựu đầy đủ 32 hạnh đó, có thể điều phục vô số chúng sinh. Thì Nam, vì chúng sinh, Thế Tôn nói các hạnh ấy kỳ thật, hạnh Phật không thể suy lường, tất cả chúng sinh không thể tư duy, nói giảng biết rõ về hạnh ấy. Hạnh đó biết tất cả cõi nước như hư không. Vì sao? Vì cho Phật nơi mười phương đều bình đẳng, sự thuyết giảng quan sát chúng sinh cõi nước, sự giải thoát cõi Phật một vị, chứ Phật thuyết giảng pháp không thể nói. Thì Nam, như người tợ luyện kim giỏi tìm được một hạt châu trong núi báu, sau khi ngâm nước, người ấy lại đem ngâm vào nước giấm, sau đó lại ngâm trong nước cốt đậu, rồi đến rượu đắng, cuối cùng ngâm trong thuốc. Sau khi mài dũa xong, hạt châu đó mới thật là hạt lưu ly xanh. Cũng thế, Như Lai biết cõi của chúng sinh không sáng sạch, nên thuyết vô thường khổ không. Không sạch để trừ tâm tham sinh tử của chúng. Như Lai siêng năng không ngừng thuyết pháp không, vô tướng, vô nguyện, để chúng hiểu chánh pháp của Phật. Lại thuyết giúp người thoái tâm Bồ Đề, biết pháp ba đời, thành tựu đạo Bồ Đề, để lại cho báu lớn, dự ruộng phước lành. Vì vậy, hạnh nghiệp của Phật là không thể tư duy, lường tính, giảng thuyết được. Như Lai hành trì trọn vẹn 32 hạnh, tuy biết thân mình tựa như hư không, nhưng hiện thân ở các cõi nước, thuyết pháp không thể nêu giảng. Đoạn hẳn nhân duyên của tâm, biết cảnh giới của tâm chúng sinh, cảnh giới của Bồ Tát. Thì Nam, hành chân thật của Như Lai là luôn thọ ký cho Bồ Tát. Lúc đó, lúc Đức Phật nêu giảng 32 hạnh này, mười phương thế giới đều chấn động sáu cách, ánh sáng soi khắp, mưa vô số hoa thơm. Ở cõi báu này, trời người Atula, Kalola, Khẩn Đa La, Ma Hầu La Già, phi nhân nghe hạnh nghiệp của Như Lai đều chuyên mừng, trổ nhạc đại hoa, treo cờ phướng lỏng báu cúng dường Phật. Trong đó có chúng cúng các báu vật như châu La Bảo, định bảo, xuyến tay, anh lạc, tạp bảo, cho mặt trời, cho mặt trăng, nhẫn tay, khuyên tay, dây đại báu, ngọc bội, lưu ly xanh, châu liên hoa, châu kim xí điểu, châu diêm phù, châu đế thích, hỏa châu, quang châu, vô lượng quang châu, châu vô lượng sắc, châu mềm mại xinh đẹp, kim cương, kim sa, tạp chiến đàn, đa già la, trầm thủy, di khư đa, ma la bạc, hoặc rải các loại hoa, mạng đà la, ma mạng đà la, mạng thù sa, ma mạng thù sa, câu tỳ đà la, ba loại chất đa la, lạc hoa, sa la, đại sa la, bách diệp, thiên diệp, nhiễu diệp, đại quang, hương diệp, lạc hương, lạc tiếng, vô lượng sắc, vô lượng định, vô định sắc,
Thủy sinh Ưu Ba La, Ba Đầu Ma, Cơ Phật Đầu, Phân Đà Lợi, Lục sinh, Ba Lợi Sư, Ma Lê, Tu Mạng Na, Nhục Đệ, Đàn Nội Già Lê, A Đề Mục Đa Già, Chiêm Bà A Túc Ca. Bồ Tát đến từ mười phương Ba La Hư Không, buông mình để cúng dường Phật, sau đó hóa hiện lưới báu che trên Phật, lại hiện mình trong lưới báu. Chư Phật nơi mười phương đều hiện một cây ba lợi để cúng dường Đức Phật Thích Ca. Nhờ Phật lực, những cây ấy bay đến cõi báu, trang nghiêm cõi này. Số chúng trong pháp hội phát tâm Bồ Đề vô thượng, vô lượng chúng đạt pháp nhẫn vô sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Quyển 3.